Bữa nay phải ráng giảng cho xong chứ còn cái bất thối này mà giảng hoài cái điềm. Dạ đây, cái nhóm bất thối này nó gồm có bảy 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 điều. Thì cái điều thứ nhất là khi nào vị tỳ kheo thường xuyên sống quán niệm vô thường trong năm uẩn. Thứ hai nữa là khi nào vị tỳ kheo thường xuyên quán niệm vô ngã trong 12 xứ. Thì năm uẩn hay là 12 xứ nó giống nhau tùy cách nói. Tức là có những đối tượng mà Đức Phật ngày chia chẻ cái thân này nó ra nhiều cách khác nhau. Thí dụ như có những người ngài chỉ dạy vắn tắt là cái thân này nó là do một chữ duyên mà ra, do một, nó chỉ là một chữ duyên thôi, do các duyên mà nó có thân có tâm, rồi duyên nó hết thì nó chấm dứt. Rồi có người từ ngày chia ra là năm uẩn, chia thành danh sắc. Có người chỉ một chữ duyên thôi, có người thì danh sắc, có người thì ngày chia ra thành năm, có người chia ra thành sáu thì mắt tai mũi lưỡi, có người thì ngày chia thành 12, tức là sáu căn cộng với sáu đối tượng, có người thì ngày chia thành 18, là sáu căn sáu cảnh sáu thức. Thì thường xuyên quán niệm thấy rằng cái thân này là đồ lắp ráp, tiếp theo nữa nó là ngày dạy là khi nào vị tỳ kheo thường xuyên quán niệm về cái bất mỹ thì không có đẹp ấy. Quán niệm về bất mỹ, quán niệm về ly tham vân vân, thì khi đó thì bản thân tỷ kheo được tinh tiến, đạo lực được củng cố và tăng đoàn cũng nhờ vậy mà được thêm sức mạnh để tiếp tục tồn tại ở đời vì cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Đấy, bảy pháp đó. Thì bây giờ đó cái trong cái nhóm bảy đó mình đã giải thích hai cái điều đầu tiên là vô thường khổ và vô ngã. Bây giờ tiếp theo mình giảng về cái bất mỹ. Cái chữ gốc ở trong bản tiếng Việt của ngài Minh Châu ấy là người dịch là bất tịnh, nhưng mà đó là chữ dịch xưa của Hán Tạng. Chứ còn trong chú giải Pali đó, thì ghi rất rõ ở đây không có vấn đề tịnh hay là bất tịnh, không có vụ dơ sạch, mà là đẹp và không đẹp. Nhớ nha, đẹp và không đẹp. Chữ đẹp nghĩa nó rộng hơn. Ví dụ như mình nói bất tịnh ở đây là chỉ ở nhân loại thôi, chỉ ở nhân loại thôi, có nghĩa là ở trong cái thân nhân loại thì mình thì mới có cái khái niệm là dơ sạch. Chứ còn mà ở những cái hạng chúng sinh ngoài ra nhân loại đó thì cái khái niệm này nó không có chỗ. Cho nên phải xài xài cái chữ này, chữ giả xuất phát này, nghĩa rộng của nó là bất tịnh, bất mỹ. Có nghĩa là ở nhân loại mình á, mấy cái tóc lông móng răng da đó mình mới nghe thấy nó có lý, thấy nó bất tịnh, đúng mà nó dơ, nhưng mà chư thiên mà họ nghe như vậy thì họ không có tu hành được. Cho nên cái chữ bất ở đây phải xài chữ bất mỹ. Và ngài mới nói riêng, nói cái không đẹp ở nhân loại là gì, là đó là những cái đồ dơ như vậy đó. Ngài chỉ gần lấy ra một phần vậy thôi, nhưng mà cái chính ở đây là chúng sinh trong đời này hễ còn là phàm phu thì luôn luôn mắc vào bốn cái thứ điên đảo vọng tưởng. Đó là cho rằng có cái thường, cái lạc, cái ngã, cái mỹ. Thường tức là trong cuộc đời khói sương này, mình luôn luôn gọi là trông đợi, mong chờ một cái gì đó nó bền vững, nó chắc, nó tốt, nó bền, nó lâu, nó dài. Đấy. Thì đó là cái điên đảo tưởng tượng đầu tiên, cái điên đảo mộng tưởng thứ nhất. Cái điên đảo mộng tưởng thứ hai là trong cái cuộc đời vốn dĩ đau thương này thì mình lại cố gắng hy vọng, ráng hy vọng một cái gì đó khả dĩ, gọi là hạnh phúc, đó là điên đảo tưởng thứ hai. Cái điên đảo mộng tưởng thứ ba nó là cái thân tâm này vốn dĩ nó là một cái nắm cát, nó do nhiều cái thành tố cộng hưởng, cộng sinh, ghép nối, gắn kết nè, nó làm nên cái gọi là ông A bà B, con chó con mèo, không chứ không có gì là một hết á. Tất cả những cái thành tố rời rạc ấy do các duyên cộng hưởng cộng sinh này, mà nó làm nên cái gọi là hình hài, gọi là thân phận này, gọi là kiếp sống cuộc đời. Thì cái hình hài thân phận ấy nó vốn dĩ nó là một nắm cát đấy. Cho nên mà mình lại cố gắng đi tìm một cái tôi trong đó. Đây là cái điên đảo mộng tưởng thứ ba, thường lạc ngã. Rồi cái thứ tư là mỹ. Cuộc đời này vốn dĩ không có cái gì đáng để mình thấy nó đẹp hết. Không có.
thì nó là đồ ráp và đẹp cái gì. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái gì mình muốn thấy nó đẹp là mình phải có một cái ý niệm gắn kết. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ như mình nói là một khu vườn Nhật, bây giờ mình tách rời nó ra từng thứ, cát, một đống sỏi, rồi nước, rồi hoa cỏ, mình tách rời ra nó không có cái gì gọi là vườn Nhật hết rồi. Không có gì là đẹp hết rồi. Một con người mà mình trẻ nhỏ nó ra không có gì đẹp hết rồi. Một mỹ nữ, một giai nhân, một mỹ nam ấy, thấy đẹp vậy, nhưng mà giờ trẻ nhỏ ra không có gì đẹp hết. Đó là nói về cái thân xác, chứ còn nói về cái tâm tâm tình cảm xúc còn tệ lậu nữa. Nếu mà mình có thần thông, tha tâm thông, mình hiểu được cái tâm tư của một người đẹp đó, mình nản lắm. Nó ăn rồi cái đầu nó nông cạn, nó ăn rồi nó chỉ có biết là chăm chút mắt môi, da tóc, răng cỏ. Nó ăn rồi chỉ biết ghen tuông, ích kỷ, bụng xỉn, toan tính, nhỏ mọn, sợ chết, sợ tốn tiền, sợ tai tiếng, sợ mất danh, lập là cái đầu nó rất là bất thiện. Nhưng mà nhờ cái đó nó giấu kín bên trong ấy. Mình nhìn mình thấy quần là áo lụa, rồi bàn tay bàn chân, rồi chỗ thon chỗ phình, mình thấy nó đẹp này. Chứ còn nguyên gọi là nguyên gốc thì không có cái gì mà gọi là đẹp hết, từ thân xác đến tâm hồn. Tâm hồn thì liên liên tục sinh diệt biến đổi với bốn thứ thành tố là thiện ác buồn vui. Thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này là nhân khổ đời sau, khổ đời này là quả xấu đời trước, mà vui đời này là quả lành đời trước. Nó cứ bốn cái đó, thiện ác buồn vui, nó trộn là nó làm nên con người, không làm nên cái gọi là đời sống tâm linh của một người, đến tinh thần của một người, có gì đẹp hết. Nhưng mà do không học đạo cho nên mình ráng mình đi tìm bốn cái ảo tưởng ở đời, đó là thường lạc ngã mỹ. Cho nên trong cái bảy cái pháp bất thối này này, trong đó có cái này dạy mình dám nhìn thẳng, nhìn thật, thấy mọi thứ nó có đẹp. Thì ngài mới lấy riêng một góc, vì ngài đang giảng cái nhân loại mà, ngài đang giảng cái nhân loại thì ngài lấy cái không đẹp của nhân loại đó ngài nói. Thì cái hình hài này nè, khi cái này quan trọng này, cái này mà quan trọng cái này chết cũng phải nhớ chỗ này. Tại sao ngài chỉ nhắm vô cái thân này không, là bởi vì như thế này: khi mà mình coi nhẹ được cái thân này rồi đó, thì cái gì cũng coi nhẹ hết. Tin tôi đi, tin tôi đi. Tại sao mình thích xe cộ, tại sao mình thích nhà cửa, tại sao mình thích quyền lực, tại sao mình thích tiếng tăm? Cái quan trọng là bởi vì mình coi nặng cái thân này, mình không có chịu nhớ rằng đó là đồ dở, đồ dởm, đồ dơ bẩn, đồ bất tịnh. Chứ nếu luôn luôn thường trực này, sống ở trong cái nhận thức rằng nó là một cái thùng rác, nó là một cái xác chưa có chôn ấy, thì cái tình hình nó khác đi nhiều lắm, nhiều lắm. Mà mình không có tin lời Phật, cái vấn đề là mình không có tin lời Phật. Tôi có thể nói mạnh miệng như thế này, nói một cách rất là mạnh miệng, là cái người mà hữu duyên cầu giải thoát bây giờ đã chết sạch rồi, nó đã đi qua cõi khác, người thì niết bàn, người đã đi qua cõi khác. Chứ còn trong cái hành tinh này đó là chỉ có 0,1% thôi. Những người tôi đang nói, những số những người mà biết Phật pháp á, những người mà thờ Phật trên đầu ấy, những người biết thờ Phật ấy, thì chỉ có 0,1%, chưa được 1%, 0,1%, ít như vậy. Bởi vì họ không có chịu thường trực sống ở trong cái nhận thức rằng là thân này còn không đáng để nắm, thì còn cái gì để nắm nữa, còn cái gì để nắm nữa. Nhưng mà do mình không thường trực sống ở trong cái nhận thức đó, cho nên mình còn thấy cái này quan trọng, cái kia quan trọng. Cái thân này nó là gốc. Khi mà mình coi nhẹ được cái thân này, coi nhẹ được cái gọi là tôi và của tôi rồi đó, bỏ được ý niệm đó rồi đó, thì cái gì cũng nhẹ hết. Đây lý chính là lý do vì đâu mà cái quán niệm bất mỹ này này, nó được xem là một trong bảy pháp bất thối. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, nói là pháp bất thối, thật ra đó, ngày chia ra từng nhóm, với một trong đó thôi, chỉ một trong đó thôi, một điều ở trong các pháp bất thối thôi là đủ rồi nha, đủ rồi. Ví dụ như trong cái bảy pháp quán niệm này nè, chỉ riêng cái quán niệm vô thường, quán niệm vô ngã, quán niệm bất mỹ, chỉ một cái đó thôi mà cho nó rốt ráo. Có nghĩa là một ngày 24 giờ, trừ ra lúc ngủ, thời gian tỉnh thức luôn luôn ghi nhớ một trong bảy cái này, thì là đó, nếu đủ duyên cũng chứng niết bàn được, chứng quả niệm, chứng quả thánh thánh trí được, chứ không nhất thiết không phải đòi vào bảy cái nhớ hơn. Nhưng mà tại vì kể kể vậy đó.
Cho nên ngài mới 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 dạy rằng đại dương chỉ có một vị mặn, một vị của muối, đạo của ta chỉ có một vị giải thoát. Ngài nói ra 7 điều, 6 điều, 5 điều, 1 điều, tất cả đều là con đường giải thoát hết. Giải thoát hết. Tại vì mình thấy số 7 mình cứ bị ám, phải ám, mình bị ám ảnh bởi số 7, mình tưởng là phải 7 mới đủ, nhưng đâu, một cái, một sống chết sống với một trong 7 thôi, đủ rồi. Quán niệm bất mỹ là tỷ kheo luôn luôn ghi nhận rằng cái thân và tâm này nó không có gì gọi là đẹp để mà bám víu hết. Tâm thì chỉ có thiện ác buồn vui, còn thân thì nó là một cái đống hỗn lốn tạp nhạp bao gồm bao nhiêu thứ, và chỉ cần một trong những thứ đó trục trặc đó là không xong. Không có ai đó dám nói cái móng tay không quan trọng, có ai dám nói không? Có, nhất là mấy bà mấy cô, nếu mà nói cái móng tay nó quan trọng thì đứa nào mở tiệm nail, đứa nào làm khách hàng của tiệm nail, đứa nào ăn rồi nó làm gà đỏ móng, không, đứa nào ăn rồi chăm chút cái móng tay, chỉ cái móng không đó là nó đã dồn hết một phần tâm tư tình cảm cảm xúc trong đó rồi, hãnh diện vô cái phần cái móng tay của mình, móng chân của mình, không, rồi tóc, rồi răng. Bây giờ mà bông bọc xứ hai hàm biết là bao nhiêu tiền, rồi tóc để dưỡng tóc cho nó dày, cho nó nhiều, cho nó mượt, cho nó đen, cho nó bóng, cho nó đẹp, để cho sự phải tốn kém biết bao nhiêu. Còn chưa kể là lục phủ ngũ tạng, gan có vấn đề là không được, thận có vấn đề, tụy có vấn đề, ruột có vấn đề, bao tử có vấn đề, phổi có vấn đề, xương cốt có vấn đề, thậm chí cái da của mình có vấn đề, mình cũng không an lạc, sống không nổi được, không? Cho nên là mình ngồi mình nghĩ là ngoài cái chuyện mà nó dơ ra, nó còn có chuyện mong manh, bao nhiêu cái gọi là thân phận, bao nhiêu cái gọi là thân thế, bao nhiêu cái gọi là hình hài, nó luôn luôn nó là một cái ngàn cân treo sợi tóc, luôn luôn. Mà tôi nói điều đó không có quá lời đâu, nó là luôn luôn ngàn cân treo sợi tóc, có nghĩa là nó có thể rớt bất cứ lúc nào. Thì thân này cũng vậy, đừng có nói với tôi là mình 50, 30, 60, nó ngàn cân treo sợi tóc, nó có thể đi bất cứ lúc nào. Lần này tôi về Mỹ thấy cũng có, nghe cũng có rất nhiều cái chết mà phải nói là không ngờ được. Rồi tôi có những người quen ở Việt Nam qua, họ cho tôi biết có những người mà tôi biết ngày xưa đó, họ chết mà tôi ngẩn ngơ, tôi không có tưởng được. Có gia đình nó chết, cả hai vợ chồng, chồng đi trước 5 năm sau vợ cũng mất tại Việt Nam. Còn tại cái Tampa Bay này có những người mà còn trẻ, từ khi tôi đi tôi đâu nghĩ là tôi trở về không gặp được họ nữa. Tất cả là ngàn cân treo sợi tóc, giàu như vậy, giỏi như vậy, đẹp như vậy, khỏe như vậy, thích thì nó đi thôi, thích thì nó đi thôi, duyên đến thì nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của nó vốn dĩ là sự lắp ráp và một đống những thành tố rời rạc ấy, một đống linh kiện phụ tùng ấy, nó tồn tại được là nhờ vào vô số những điều kiện. Một trong số những điều kiện ấy mà nó trục trặc thì trái rụng lá rơi, chỉ vậy thôi. Không, đây chính là lý do vì đâu mà Phật dạy phải thường xuyên quán niệm thân này là không có gì để mình nắm níu hết, là quan trọng lắm. Và tôi nhắc lại, thân này là gốc trong cái ngã chấp của con người. Đối với chúng sinh mà có thân thể hình hài thì cái thân này nó là gốc của mọi 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 cái chấp thủ, nó là cái điểm tựa để mà tham ái ngã mạn tà kiến vô minh làm việc này. Mà buông được nó rồi thì cái gì cũng buông. Hỏi thân thế làm gì, thân phận là cái gì? Khi mà cái thân này đối với mình nó chỉ là bèo bọt thôi, chỉ là bèo bọt, chỉ là cái đống rác, chỉ là cái xác chưa có chôn thôi. Cho nên cái pháp bất thối này rất là quan trọng. Quán niệm bất mỹ là như vậy đó. Quán niệm là thường xuyên như vậy, đánh răng cũng nhớ, rửa tay rửa chân cũng nhớ, rửa mặt cũng nhớ, tắm rửa kỳ cọ cũng nhớ, nhớ rằng nó là như vậy, bản chất nó là như vậy đó. Chỉ cần mà 3 ngày không đánh răng, 3 ngày không tắm, 3 ngày không thay áo quần, 3 ngày không quét phòng, 3 ngày không thay tắm trải giường, 3 ngày không giặt mùng, 3 ngày xài một cái khăn mà không có giặt, chỉ cần 3 ngày không dội cầu, cái gì cũng 3 ngày hết thì nó kinh hoàng lắm, kinh hoàng lắm, không, kinh hoàng lắm. 3 ngày, không, 3 ngày không có giờ đến cái thân này, không có chăm sóc nó, 3 ngày không chăm sóc phòng ngủ, 3 ngày không quét nhà, 3 ngày không rửa chén, 3 ngày không gội đầu, 3 ngày không đánh răng, 3 ngày không rửa giòm ngó,
tóc tai da dẻ là xong 3 ngày, nhìn nó ngán lắm. Mỹ nữ giai nhân hoa hậu cỡ nào đến nữa, nói gì là người xấu quá. Đây đó là cái pháp bất thối đó, thứ ba đó. Rồi cái pháp bất thối thứ tư là sao? Đó là cái nguy hại. Cái nguy hại tiếng Phạn gọi là ani nữa quá, cái dịch, cái chữ dịch mà chuẩn nhất đó là mặt trái. Quán niệm về cái mặt trái của đời sống, mặt trái của thân và tâm này, thì cái chữ mặt trái ở đây nó có nhiều định nghĩa, nó có 3 cái định nghĩa. Cái định nghĩa theo tục đế và chân đế. Tục đế có nghĩa là theo cái cách nhìn phổ thông của chúng sinh, còn định nghĩa theo chân đế là cái định nghĩa từ cái góc nhìn rốt ráo của người có học giáo lý, đặc biệt là Thì Đạo. Thì vị tỷ kheo thường từng quán niệm cái mặt trái của thân thể, thân xác này, của thân tâm này, của hình hài này, của sự hiện hữu này, thường xuyên quán niệm cái mặt trái của nó là sao? Quán niệm theo tạng kinh ấy, thì quán niệm rằng cái thân này là cái mặt trái của nó là gì? Nó là một cái ổ chứa bao nhiêu thứ tai nạn và bệnh tật. Tai nạn và bệnh tật. Mình á, giống như cái bia để dùng cho người ta bắn vậy. Có nghĩa là cái bia được làm ra đó để nhắm được một mục đích duy nhất là để cho người ta nhắm bắn. Cái thân tâm này nó có mặt ở đời, nó là cái bia để cho bao nhiêu thứ sự cố nó nhắm vào. Quý vị nghĩ có đúng không? Quý vị, cái tâm của quý vị đi. Không? Có biết bao nhiêu chuyện buồn vui lo sợ ghen tuông hờn giận khó chịu mất ngủ căng thẳng không, trầm uất trầm cảm này, cái tâm luôn luôn không, người không có tu có biết bao nhiêu cái trần cảnh nó khiến cho cái tâm này bị đọa đày. Còn cái thân này, hãy có cái thân này đó thì các vị dứt khoát và đồng ý với tôi là bao nhiêu thứ bệnh tật tai nạn nó cứ rình rập, nó đổ xuống. Nhiều khi nghĩ mình ngán, nếu mà thường xuyên tu tập thấy ngán, đó là cái mặt trái của đời sống. Có nghĩa là hãy không có cái gì thì thôi, mà hãy có cái thân và tâm rồi thì bao nhiêu sự cố sự kiện nó cứ sẵn sàng, nó nhắm vào. Thân nó luôn luôn sẵn sàng bị bệnh, ăn uống sinh hoạt không hợp lý không, là coi như là đổ bệnh. Đó là cái mặt trái của cái thân này. Đây. Và nói theo cái nghĩa tục đế, nghĩa theo cái nghĩa thế thường, còn nói theo cái nghĩa rốt ráo thì cái chữ Adinoba này chính Đức Phật ngày dạng kinh đại, bà con nào đọc nhiều mới thấy. Đây là chính là lý do vì đâu mà tôi bỏ công ra tôi biên soạn 5 cuốn Kalama, tôi gom gọn hết những cái bài kinh mà tôi cho rằng là có cái nội dung là cốt lõi đó. Kinh nào cũng là quý hết, nhưng có những bài kinh mà ngày dạng có cái nội dung gọi là thu gọn giáo lý cho những người có nhu cầu. Còn có những bài kinh đó là ngài chỉ nhắm thẳng vào cái bản tâm người ta, nói đó một mảng thôi. Đối với người đó đó như vậy là đủ rồi. Đấy, những bài kinh đó tôi không có trích dẫn, mà tôi trích những bài kinh nào mà ngài giảng cho những đối tượng mà gọi là chậm lục ấy, những cái đối tượng mà có nhu cầu gọi là giống mình đấy, học sơ sơ là không được, phải học cho kỹ kỹ mới được. Đó. Thì tôi lựa những cái bài kinh như vậy đó mới đưa vào trong những Kalama. Bữa nay mới nói mà con biết tại sao tôi có cái vụ lựa, bởi vì không lựa đó thì bà con minh mong bà con biết lựa cái gì. Đó là chưa kể những cái bài kinh mà con đọc cũng hiểu cái nản, từ đó nghe nói tới kinh là rung bắn lên này, chạy mất dép. Đấy. Gọi là kinh nào cũng như nhau, cũng là nội dung giải thoát, nhưng tại sao phải lựa? Lựa là vậy, bởi vì có những cái người đại căn thượng trí, thượng căn thượng trí đó, rồi ngài chỉ nói sơ sơ là đủ rồi. Mà bây giờ mấy cái sơ sơ đó mà bắt người đàn anh học nó khùng luôn, không? Cho nên phải lựa những cái bài kinh mà ngài giảng như do cái thứ mà mềm hơn chút, yếu hơn chút, không? Thì nhờ những bài kinh đó thì người bây giờ mới nhai nổi, mới nuốt nổi, mới tiêu hóa được. Thì có rất nhiều bài kinh ngài giải thích về cái chữ mặt trái này, chỉ Adinoba này. Có chỗ thì cái mặt trái của cái thân này là gì? Là bệnh tật tai nạn. Rồi còn có chỗ chữ mặt trái đó, ngàn dài xài nghĩa rộng lắm. Bất cứ cái gì mà khiến cho thân tâm này nó bị đau khổ thì đó chính là mặt trái của thân tâm. Nhớ nha, cái chữ mặt trái này có 3 nghĩa. Cái nghĩa mà
đơn giản nhất, tức là nghĩa là bệnh tật tai nạn, đó là mặt trái của thân tâm, của cái tâm thần này. Cái nghĩa sâu hơn một chút, nghĩa là tất cả những gì mà nó làm cho thân khổ, tâm khổ thì đó chính là mặt trái. Quý vị tưởng tượng nếu mà thường xuyên sống trong đó, mình mới khích, thường xuyên sống trong chánh niệm, trong trí tuệ mình thấy cái đó mình mới sợ. À, thường xuyên quý vị làm ơn à, ngồi yên lại, không có phone, không có internet, không không thấy không nghe ai hết, chỉ có một mình thôi, không là đã thấy khổ rồi. Ngồi yên lại đi, chánh niệm, theo dõi hơi thở, theo dõi một lát thôi, là cái đầu nó lăn xăn nó nghĩ đến cái này để nó bực, nó phiền, nó giận, nó sợ, nó ghen, nó tức, không còn cái đó là tâm, nó còn thân đó, thì nó đau này, nó mỏi, nó tê, nó buốt, nó kỳ lắm, nó không có yên. Tính tôi đi, tôi bảo đảm 1.000%, không phải 100 nha, 1.000%, 2.000%, 5.000% là bảo đảm. Cái đó tôi hứa. Cái thân này gọi là thân, nói thì cái từ trong nước là bao, bao khổ, sầu riêng là bao ngon, thợ hồ trét xi măng kêu là bao mưa, còn cái thân này là cái gì chỉ có bao khổ đó. Thân là bao khổ, nghĩa là bảo đảm là khổ đó, bảo đảm là khổ. Ngồi yên nha, ngồi yên nha, không có cái tiếp xúc ai hết, đó là đã thấy khổ. Nói gì là bôn ba đối mặt thì cái khổ này càng vạn phần, vạn phần bôn ba đối mặt, có nghĩa là ra tiếp xúc người này người kia, tiệc tùng ha, lễ lạc, rồi gặp ông A bà B là bảo đảm là phiền, vào chùa gặp tăng ni Phật tử bạn đạo là phiền, tin rồi gặp mặt là phiền, tiếp xúc là phiền, bệnh hoạn là phiền. Bây giờ mình dẹp hết, mình chỉ ngồi yên thôi cũng đã thấy một núi phiền. Đó là chính là cái mặt trái. Vậy cái mặt trái, cái nghĩa thì nghĩa một là chính là những bệnh hoạn và tai nạn. À, nghĩa hai là nói chung những gì mà làm cho thân tâm này không được an lạc thì đó chính là mặt trái của thân. Ngày nào còn có thân có tâm thì ngày đó mình còn sống với một núi khổ nạn, một núi khổ nạn này. Và điều này rõ ràng mình thấy là không ngoa tí nào khi mà nói là đời là biển khổ, khổ thiệt, nó khổ đến mức mà bây giờ kêu mình quay lại với mấy chục năm quá khứ, tôi nghĩ là chắc nổi da gà, hiếm lắm. Tôi nghĩ hiếm có người nào dám có cái gan mà quay lại tất cả những gì đã diễn ra trong mấy chục năm qua. Chẳng hạn như bây giờ nói tôi đi, bắt tôi phải trải qua những ngày tháng mà đói lạnh bệnh hoạn, những cái ngày tháng mà phiền bực khổ, tâm lo âu nhớ thương day dứt thao thức trăn trở, kia tôi quay lại hết chỉ có điên thôi. Nhờ là nó trải ra trong mấy chục năm mình sống mới nổi, chỉ còn mà nó dùng cục là nó là khùng luôn. Mà chỉ có mới một kiếp thôi nha, mới một kiếp này thôi, năm nay tôi mới có 53 tuổi thôi nha, mà bây giờ kêu tôi quay lại với 40 năm trước đây chết luôn, chết luôn. Không, đó chính là cái mặt trái đó. Mặt trái đời sống nó dễ sợ như vậy, nó dễ sợ như vậy, khổ lắm, khổ lắm. Chứ còn mình đừng có bắt chước người ta nói như két, nó đời là biển khổ mà không chịu nói tới nơi, vì mà nói nó tới nơi. Không, cái đó bây giờ cứ ngồi yên, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng, không vô trong cái bàn, cái gian thờ, ngồi thanh tịnh hơn. Mắt nhắm mắt mở tùy tùy thích, ngồi yên là trong một cái bầu không khí yên tĩnh an lành, trong một cái không gian có cái nhiệt độ thích hợp vừa phải, ngồi yên như vậy cũng đã khổ rồi. Thì nếu mà có chánh niệm, có trí tuệ, không chứ còn ngồi đó mà ngồi mà dệt mộng đó thì khỏi nói cái thứ mà chim bao đó. Như tôi nhiều lần tôi nói, ai sống với daydream nhiều thì sẽ thường xuyên bị nightmare. Tiếng Mỹ cái câu đó nó hay hơn tiếng Việt, cái tại cái một bên là chữ đêm, bên là chữ night, không ai sống với daydream nhiều, daydream nghĩa là sống với mộng mị, mộng giữa ban ngày. Ai mà mộng mị nhiều, ai sống với daydream nhiều thì dễ bị nightmare, nightmare là ác mộng. Ai mà chiêm bao thường thì sẽ dễ thấy ác mộng luôn. Còn cái thứ lâu lâu chiêm bao một lần thì đỡ một chút, chứ còn cái thứ mình đêm nào ngủ cũng chiêm bao là cái khả năng ác mộng rất cao. Đấy, trên ai sống với daydream nhiều thì người sẽ bị nightmare nhiều. Đấy, đây cũng vậy, ai sống trong cái ảo giác ảo tưởng nhiều thì người nó đương nhiên là bị khổ nhiều, khổ nhiều. Đó là cái luật luật vũ trụ, đó là cái luật vũ trụ nha. À, cho nên cái mình thấy được cái chỗ cái mặt trái của đời sống nó là như vậy đó. Cái mặt phải của nó là
xanh vàng đỏ tím, trời xanh mây trắng nắng vàng, tình cảm tài sản sức khỏe nhan sắc, đó là mặt phải của nó. Nhưng mà nó xui một chỗ là cái mặt phải nó nhỏ xíu, nó nhỏ xíu, cái mặt phải của nó chỉ là cái đỉnh của một cái tam giác, còn cái mặt trái nó là cái đáy của hình tam giác, của khối tam giác, phải xài chữ khối mới đúng. Cái mặt phải nó chỉ là cái đỉnh của khối tam giác, và cái mặt trái nó là cái đáy của khối tam giác. Có gì nghĩ được chút xíu một xíu vậy đó. Một cái là đỉnh, một cái là đáy. Cái phần mà cay đắng nó trùng trùng, mà cái phần mà ngọt ngào êm mát một chút xíu, thấy chưa đó. Rồi cái thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba của những mặt trái là gì? Đó chính là cái bản thân cái sự vô thường. Dầu là cái sự vô thường của hạnh phúc hay là đau khổ đều được gọi là bề, đều gọi là mặt trái của đời sống, bởi vì không có cái gì mà nó bền vững hết, tất cả nó đều mong manh hết, nhớ nha. Như vậy thì mặt, cái chữ mặt trái ở đây đó, quán niệm ở trong ngày như đây, ngày giờ thì sự quán niệm về, quán tưởng về sự nguy hại, không? Nhưng mà dò theo trong chú giải đó, thì cái chữ này phải dịch là mặt trái, cái mặt tiêu cực của nó đó, xét trên cái mặt tiêu cực của đời sống. Những gì mà nó làm cho, những thứ nhất là những tai nạn bệnh hoạn. Nghĩa thứ hai là những gì làm cho thân tâm này đau khổ khó chịu, và nghĩa ba là bản thân cái sự vô thường cũng là mặt trái của đời sống. Này thì trong kinh này, Đức Phật này có mô tả cái này, ngài nói rằng nó chính cái sự vô thường nó làm cho một đứa bé được trưởng thành. Lúc đó mình thấy đó là mặt phải, mình thấy cái đó hay chứ, hay quá. Chính sự vô thường nó đẩy một đứa bé từ trong bụng văng ra ngoài, thấy cái chuyện đó chuyện hay. Rồi chính cái sự vô thường nó mới nâng đứa bé từ ở trong nôi, trong tay mẹ trở thành một đứa biết đi biết chạy, mà thấy hay quá, vô thường cái này hay quá. Rồi tiếp tục đi con, tiếp tục đi con. Rồi từ biết đi biết chạy cái nó dậy thì tụi thiên biết thương nhớ người dân, hay quá, quá hay. Rồi từ thiên nó quất thêm phát nữa là nó đủ tuổi để mà nó tốt nghiệp đại học. Đấy, có vợ có chồng có job cũng hay, vô thường cái đó vẫn còn hay. Nhưng mà bắt đầu nó lên tới 25, bắt đầu nó lên 30 là bắt đầu thấy cái đám đàn ông có râu rồi còn xài được, chứ cái đám nữ mà từ 25 lên 30 là bắt đầu mình thấy bắt đầu thấy hơi đuối rồi đó, bắt đầu thấy cái da dẻ tóc tai nó hơi ngộ ngộ rồi đó. 30 nó quất thêm 5 năm nữa, nó đẩy thêm 5 năm nữa, bắt đầu lúc bây giờ mình thấy cái vô thường nó toàn là mặt xấu không mà. Từ nó về sau, từ năm 30 đó, nói cho ngon lành, từ năm 30 về sau này cái vô thường nó hoài lắm. Cái tâm á, thì càng lúc nó càng bệ rạc. Cái tâm á, trí nhớ giảm, lòng nhiệt quyết giảm, trí nhớ giảm, trí hiểu giảm, nhiệt quyết giảm. Và lúc nó càng về sau đó, mình cái từ mình gọi là sang, từ sang mình gọi là chững chạc, kinh nghiệm, già dặn. Nhưng mà thật ra đó là cái mỹ từ chỗ sang, chứ lúc đó là những cái đau thương đó nó chồng chất nhiều hơn những cái ký ức, những hồi ức mà đoạn trường can tràn, tan nát can tràn nó nhiều hơn. Thì mình gọi cái nhiều ấy bằng một cái tên gọi là kinh nghiệm, là kinh lịch, là lịch lãm, là từng trải, là trải nghiệm cho nó sang. Chứ thật ra tất cả những cái gọi là kinh nghiệm, là lịch lãm, là từng trải ấy, nó là một cái công trình được đắp tô xây dựng, kết nối bằng những viên gạch nước mắt, những viên gạch máu lệ, nó làm nên một cái khối mà mình gọi là kinh nghiệm. Chứ không, nó sẽ không có kinh nghiệm nào mà không máu lệ hết, nhớ cái đó. Cho nên nó hồi cái vô thường, nó vô thường lên và vô thường xuống. Vô thường lên đó là từ cái nhỏ thành lớn, từ xấu thành đẹp, từ yếu thành mạnh, thì đó gọi là vô thường lên. Còn cái vô thường xuống là ngược lại, từ có thành không, từ mạnh thành yếu, từ khỏe thành yếu, từ đẹp thành xấu. Mà cái vô thường định gọi là vô thường theo hướng tích cực, vô thường theo cái chiều lên ấy, thì nó chỉ có một quãng ngắn ở đầu đời thôi. Rồi bắt đầu từ năm 30 trở về sau là vô thường để đi xuống, vô thường để đi xuống, kỹ đó mới nản mọi thứ thân và tâm. Mà các vị đồng ý với tôi, cả một cái thân phận, cả một kiếp người, cả một cái tấm hình hài, nó phải dựa vào ba cái yếu tố: sức khỏe, đầu óc, tài chính, chưa kể những quan hệ xã hội, tri thức, chuyên môn. Mà những cái này theo năm tháng nó mòn dần,
ngoại hình, sức khỏe, mòn dần. Tâm tư, cảm xúc, một mỗi ngày nó một chai sạn mỗi một. Nặng nề dần, nặng nề. Đến năm 50 rồi thì nam còn ngó được chút, chứ nữ là xong, hết phim. Khô máu, lúc đó khô máu. Sống lúc đó đối với tôi là đã là khô máu rồi, còn cái gì nữa. 40, năm 40 còn ngượng đến 50 hết rồi. Đấy. Thấy được cái chỗ đó đó, Đức Phật dạy rằng đó chính là cái mặt trái của đời sống. Mặt trái là vậy đó. Rồi tiếp theo đó thì theo quán niệm, gọi là quán niệm, biết cái bên châu là dịch cái chữ gì? Pahana. Bên châu dịch chữ gì ta? Tôi giảng tôi nhắm mắt khổ quá. Mà bữa nay hơn tôi vừa giảng mà tay tôi phải dịch cái ghế, mà nó quay rồi nó đưa cái lưng ra phía đại chúng, chết luôn. À, quán niệm nguy ở đâu này, cần dịch chữ nguy hiểm, nhưng đúng là mình chỗ này thấy có gì thấy không, thấy chưa, không có đọc bản Pali mà chỉ lấy từ điển Hán Việt mà giải thích là chết. Tự nhiên cái là nguy hiểm, tưởng là cái gì bà cố tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà trong bản Pali thì ở đây là agni nữa bác, cái là mặt trái. À, chứ còn để chữ nguy hiểm này là kỳ lắm. Tới tu tập cái xả ly là sao? Đây, cái xả ly này làm sao? Tu tập xả ly. Gọi là Paha đó, xả nhà. Cái này không có người giải thích, không có coi trong kinh điển, là chỉ có cắn lưỡi chết. Chết. Bây giờ mới vừa hiểu chưa? Bây giờ mới vừa hiểu chưa? Cái đầu bư có gì hiểu chưa? Không có quyển Kalama là chết. Kinh Tạng Bao La, đọc cái gì? Là một. Cái chết thứ hai, phải có người họ gom gọn, rồi người ta khi gọn như vậy thì mỗi tuần đó mình mới có cái để mình nói chuyện với nhau. Chứ còn bây giờ nó bao la, bây giờ mày bắt tôi quay lại cái lớp tinh tạng như hồi trước tôi chết, giờ tôi già lắm. Đừng có nói 50 là già hay trẻ, sai ghét tùy người. Đối với cha nhân, ông Kiên, cha nhân, cha Kiên, mấy cha này thì 50 là cái ok đó. Chứ tôi mà 50 rồi già, bây giờ ngồi lâu nó đau, đau lưng lắm. Đấy. Rồi chống mặt, tùm lum hết, không phải than nhưng mà nói cho bà con teo đó, nói cho thằng teo nó teo. Tùy người nha, có người 70 đi đến golf được, đi đến tennis được, à, nhưng mà có người đó là 50 là nó đau sau hè, đau sau hè, đau lưng rồi nó bị gì, Việt Nam người thoát vị đĩa đệm, rối loạn tiền đình, rồi tôi lựa mấy cái nhẹ nhẹ đó, nó còn mấy cái còn ghê nữa, bị sỏi thận, sỏi mật, rồi bị tăng xong cao máu, rồi bị tiểu đường, bị cholesterol, mà ba cái bệnh nó ngộ lắm. Như thí dụ thức ăn độc, thức ăn mà bậy bạ bỏ vào thì nó rất dễ, mà lấy nó ra nó khó, khó. Thí dụ lỡ ăn mặn rồi nó phá thận là làm sao lấy nó ra, lỡ ăn đường mà bị tiểu đường sao lấy đường ra, lỡ bị sỏi thận rồi sao lấy ra, khó. Cho nên cái chỗ này bắt buộc là phải ngó bản Pali mới hiểu đây. Pali gọi là tu tập cái xả ly, tiếng Pali cái này gọi là Pahana, Pahana Sanya là sao? Bây giờ mình trở lại cái bài kinh là song tầm Đuê Tha Vi Tắc Sutta, Đuê Tha mở trước mặt có cái smartphone hay có cái laptop, cái iPad đánh cái chữ kinh, đánh trung bộ kinh, không đánh chữ trung bộ kinh, thì vô trung bộ kinh đánh cái chữ song tầm, kinh song tầm. Kinh song tầm của Trung Bộ Kinh. Ý tôi giảng bây giờ tôi nhìn mặt ông Nhân, nhưng mà quý vị có thấy mặt tôi không? À, có thấy phải không? Ok. Dạ rồi. Ừ, chẳng tôi hỏi tôi để tôi lâu lâu tôi mỏi tay tôi buồn tôi quay lưng rồi nghe cho nó khỏe. Thuyết pháp mà giống như thuyết trên xuồng vậy đó. Nghe là sợ sống nó đánh tôi vô khác. Dễ sợ như vậy. Rồi còn hơn ngu lan chức nữ gặp nhau. Tích tắc là mất nhau liền. Mất nhau trong đời. Rồi. Thì ở trong kinh sông tầm đó, Ngài dạy như thế này. Thở mà ta còn là Bồ Tát, lúc trước khi giác ngộ ấy, trong rừng Uruvela đấy, ta sống một mình này. Ta thường xuyên suy niệm rằng cái con đường giải thoát có nhiều cách trình bày. Trong đó có một cách, đó là thường xuyên ghi nhận cái tâm này. Có những cái tư duy, có những cái nhận thức nên giữ lại, nên phát triển. Và có những thứ phải được loại bỏ, loại trừ, bứng nhổ tận gốc. Chia hai như vậy. Khi Ngài ngồi một mình, Ngài theo dõi hơi thở,
mà con có những cái ý niệm mà nó xuất hiện trong đầu ngàn, cái này bậy, này phải bỏ đi, này bỏ đi. Chỉ một pháp môn đó gọi là pháp môn song tầm. Mấy người nào đi Thái nghe song tầm để nhớ cái món gỏi đu đủ của Thái, gỏi Thái nó có món song tầm, gỏi đu đủ bằng nước cốt và khía, mỗi lần ăn cái nó nhớ nhớ bài kinh song tầm. Thì là đúng là đưa ta bị đặt cái. Thì cái kinh này người dịch là kinh xả ly, nhưng thật ra cái chữ Pahana này có nghĩa là eliminated, tức là bứng nhổ, loại trừ, loại bỏ, elimination. Thì suốt ngày làm gì biết nấy, làm gì biết nấy, theo cái tinh thần của có môn tự động sức. Mà bất cứ một cái ý niệm nào xuất hiện mà mình thấy đó là phiền não thì lập tức ghi nhận, lập tức nhận diện nó, để chi? Để nó không còn nữa. Nên nhớ, không hề có cái sự gọi là chấm dứt cái gì đó, cắt đứt phiền não, đoạn trừ phiền não. Cái từ đó là nói cho dễ hình dung thôi, chứ thật ra không có cái gì cắt cái gì hết. Tại nó cắt có nghĩa là phải có con dao và phải có cái gì đó để con dao nó cắt, nhưng mà đây không có. Phiền não là gì? Thì nó là sự hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì đó để mình thích, mình ghét, mình sợ, mình thương, mình ghét, mình tiếc. Hiểu lầm. Còn là chấm dứt phiền não là gì? Tức là sự thay thế. Thay thế cái nhận thức hiểu lầm nó bằng một cái nhận thức đúng đắn. Thí dụ thay vì đó mình nghĩ cái này là của mình, bây giờ mình biết nó là đồ ráp. Thì khi mình nghĩ nó là đồ ráp thì cái ý niệm mà tôi của tôi nó không còn nữa, thì mình gọi nó là đoạn trừ phiền não. Nó thế chỗ. Đấy. Ở đây không có vụ mà mình không có cần giết người cũ để mà cưới người mới, mà chỉ cần người cũ, chỉ cần mà người mới bước vào thì người cũ bỏ đi. Đó. Phải nói vậy, giống như ly dị vậy. Ly dị là gì? Nghĩa là người cũ ra đi để nhường chỗ cho người mới, chứ không có cần phải giết bà vợ cũ, giết cái thằng chồng cũ rồi mới đưa cái người mới vào. Sai. Chứng thánh là một cái cuộc ly dị, có nghĩa là người cũ khăn áo ra đi và người mới dọn vào ở, chỉ vậy thôi. Rồi mình gọi đó là đoạn trừ phiền não, lại cắt đứt phiền não. Xài nghe nó nặng nề lắm, chứ thật ra là chỉ là một cuộc ly dị. Đấy. Có nghĩa là cái bà cũ, cái ông cũ bỏ đi, thì cái người mới, ông mới bà mới bước vào, chỉ vậy. Tức là kể từ bây giờ mình sống bằng một nhận thức khác đi. Thì ở đây quán niệm chữ Pahana là từ bỏ, loại trừ là sao? Có nghĩa là hành giả nhớ như thế này, tỳ kheo hoặc người cầu đạo giải thoát, nhưng nói chung nhớ rằng là phiền não nói mênh mông thì có 10, có 108, có 1500, rồi nói thứ hai thì làm thì có 14 tâm sở bất thiện. Nhưng mà nói gọn lại đó, thì tất cả phiền não nói gọn lại chỉ có 2 thôi. Có nghĩa là tham và ưu thôi. Mở cái bài kinh Đại Niệm Xứ ra coi có đúng không. Ở đây vị tỳ kheo chánh niệm đánh giá tu tập thân quán niệm xứ để đoạn trừ tham ưu ở đời, chỉ có tham ưu thôi. Tham ý là thích, ưu là ghét. Thích, ghét gồm có ghét và bất mãn. Tham là cái tâm trạng kiếm tìm, hướng vọng, thưởng thức, dính mắt, đắm đuối, đê mê, gọi là tham. Còn ưu ở đây là gì? Là bất mãn, là kình chống, là trốn chạy, là bất mãn, là sợ hãi, là muốn lìa xa, gọi là ưu. Nhớ nha, là bất mãn, là trốn chạy, gọi là ưu. Đấy. Thì toàn bộ đời sống này của mình chỉ có bao nhiêu đó. Mà A-la-hán là gì? A-la-hán là một cái người mà biết rất rõ cái gọi là minh á, nghĩa là gì. Và từ đó, trong mắt vị này, trong nhận thức vị này không có cái gì mà đáng để theo đuổi hay là trốn chạy. Không có cái gì để thương thích hay là ghét sợ. Không có gì để theo đuổi hay là né tránh. Tất cả là tùy duyên. Thì A-la-hán là như vậy đó. Nhớ nha, là A-la-hán là như vậy đó. Thì là gom gọn lại phiền não chỉ có ba thôi. Nói là hai đó là tham ưu, nhưng mà trong cái Pahā nó sẽ nha là trong cái quán niệm từ bỏ đây đó, thì Đức Phật kể phiền não thành ba. Một là hành giả luôn luôn nhớ rằng
À, mình đang sống ở trong dục tư duy, thích cái này thích cái kia, thích nghe thích ngửi thích nếm thích đụng, thương người này thương người, thương vật thương cảnh, biết rõ thế mình đang thưởng thức cảnh đẹp mình thấy thích là biết liền, biết đây là dục tư duy, đứng đứng nhìn cảnh đó nha, đứng nhìn cảnh đó. À, nhìn cảnh đẹp mà thích là biết đây là dục tư duy, nhìn một con người mình thấy thích là biết liền đây là dục tư duy, nhìn một món đồ mà mình thấy thích biết liền đây là dục tư duy, nhìn một món ăn trước mặt mà thấy mình thích đây là dục tư duy, nhìn cái đồng hồ, nhìn cái dây chuyền, nhìn cái đôi giày, nhìn cái túi xách, nhìn cái mắt kính, nhìn cái dây nịt, nhìn cái cà vạt, nhìn cái khăn choàng mà thích, nhìn cái nón mà thích biết liền đấy là dục tư duy, biết liền dù đó là vật hay là cảnh hay là người, hoặc là nghĩ nhớ về một kỷ niệm, một hồi ức quá khứ mà lòng thấy vui thấy thích, đó là dục tư duy, nhớ cái đó nha. Bất cứ cái tâm trạng nào mà nó bản thân nó là cái sự tham đắm đê mê thích thú thưởng thức hưởng thụ không, thì cái đó được gọi là dục tư duy, nhớ nha. Người, cảnh, vật và sự kiện, bốn cái: người, cảnh, vật và sự kiện. Ừ. Tức là bây giờ mình tôi hình dung là bây giờ ngày mai sẽ có cuộc họp mặt ngoài biển, ngày mai sẽ có một cái cuộc cắm trại trên rừng với người tôi thích, chuyện nó chưa xảy ra nhưng mà khi tôi nghĩ đó tôi thấy thích thì đó là tôi đam mê trong sự sự kiện, còn đam mê trong cảnh là khỏi nói rồi, núi cao biển rộng trời xanh mây trắng nắng vàng, còn đam mê trong vật là mình dễ hiểu rồi, xe cộ nhà cửa vật dụng, còn đam mê trong người thì cũng dễ hiểu rồi, à, thằng Tèo thằng Tí bà hàng xóm không, má sắp nhỏ không, rồi, thì đó là đam mê trong người. Thì bất cứ một cái đam mê nào dù thuộc tinh thần hay vật chất, trước mắt hiện trước mắt hay là một dự kiến tương lai hay một hồi ức về quá khứ, tất thảy đều là cái trần cảnh để mà mình thương thích đam mê theo đuổi, thì cái đó mình biết rõ là khi mình sống với tâm trạng đó được gọi là đang sống với dục tư duy, mà biết tại sao phải biết nó để nó không còn nữa. Lúc đầu mới 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 sống chánh niệm thì quý vị không có thấy, từ đó không có tin, do không thấy nên không có tin, mà ta sẽ không thấy bởi vì cái niệm cái tuệ lúc đó nó còn yếu lắm, mà khi nó đủ mạnh rồi thấy phiền não tự mất, nhận diện được nó tự mất. Còn buổi đầu đó, mình đang giận lên chánh niệm mà có người nhắc chánh niệm mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nó vẫn giận như thường. Nhưng mà đối với cái người mà thứ thiệt á, tính là niềm tin á, chánh tính tính tấn niệm định tuệ mà nó đủ mạnh rồi thì lúc chỉ cần một tiếng nhắc thôi chánh niệm là nó xuống cái óc. Và cái này rất có lợi, rất có lợi. Thứ nhất là mình được an lạc hiện tiền, mình có khả năng kiểm soát mình ngay lập tức an lạc liền, không bị lên máu, không bị trụy tim đột quỵ, phải không? Và thứ hai nó biết đâu lúc đó mà đủ duyên là chứng thánh. Thứ ba, khi mà đối diện với trọng bệnh và cận tử, trong cái giờ phút trọng bệnh và cận tử nếu mà mình có khả năng kiểm soát được rất tốt, rất tốt và tuyệt đối cần thiết, rất tốt không chưa có đủ mà phải nói là tuyệt đối cần thiết, phải có khả năng kiểm soát kịp thời kịp lúc tức thì tức tốc khẩn cấp, không nhanh gọn lẹ và hiệu quả đấy. Liên tục như vậy, liên tục sống ở trong một cái kiểm soát rồi biết rõ đây là dục tư duy. Thứ hai là biết rõ sân tư duy đang có mặt. Sân tư duy là tất cả sự bất mãn, tất cả sự bất mãn trước người vật cảnh và sự kiện, cũng bốn cái đó nữa, người vật cảnh và sự kiện. Mình trong đời sống mình có bị nghĩ có đúng không, không? Mình lấy cái đầu bư của mình về suy nghĩ có đúng không, đời sống mình nó chỉ có hai cái: theo đuổi đam mê hoặc là chống đối bất mãn trốn chạy, chỉ như đó thôi, tha và ưu, không? Luôn luôn biết rõ, luôn luôn kịp thời phát hiện rằng tôi đang sống với dục tư duy, luôn luôn biết rõ rằng tôi đang sống với sân tư duy, biết rất rõ, biết rất rõ. Mình nhận diện nó sẽ mất. Và cái thứ ba là biết rất rõ rằng tôi đang sống với hại tư duy. Sân tư duy là bất mãn, là kình chống, là chống trái, là mâu thuẫn, là xung đột, là bất mãn, đó là sân tư duy. Còn hại tư duy là cái ý niệm bạo lực, bạo hành, phá hoại, tiêu hủy đối tượng, gọi là hại tư duy. Nhớ nha, nhớ nha đó nha. Phá hủy, phá hại, bạo hành, bạo lực trước đối tượng thì cái đó được gọi là dù là hại tư duy.
Và trong một ngày như vậy là đừng có nói là tôi tay yếu chân mềm, chỗ cái tấm tôi mát lắm, tấm tôi lành lắm, lành lắm, làm gì có cái hại tư duy. Sai, sai, cái hại tư duy nó có nhiều nhiều hình thức, nó nhiều dạng lắm quý vị. Các vị không có cái gan đâm tôi đúng không? Rồi các vị không có cái gan đốt nhà, các vị không có cái gan đốt xe, các vị không có cái gan gọi là làm cho tôi chảy máu đúng không? Nhưng mà các vị có thầm mong tôi bị nạn không? Có, ghét quá mà có. Một là thầm mong bị nạn, hai là nghe tôi bị nạn các vị khoái, có không? Có, đừng có dối. Làm con người một lần đi, hãy làm con người một lần đi nha. Có. Con thú nó biết gật đầu, con thú nó biết lắc đầu, nhưng mà con người mà biết gật biết lắc mới là con người, thấy không? Đấy. Có trường hợp mình không có cái gan để mình đâm, mình lụi, mình chém, mình chặt móc mắt mổ bụng chài với nhám đồ tư hộp, mình không dám, đúng, mình không dám làm, nhưng mà mình mong cho thằng khác nó làm, nó thế thiên thành đạo làm giùm mình. Mình có cái ý niệm mượn dao giết người. Và cái thứ ba nó nhẹ hơn tí nhưng vẫn là hại tư duy, đó là mình không có gan làm, mình không có mong, nhưng mà nghe nó bị mình khoái, mình nghe nó bị mình khoái, đó vẫn là hại tư duy. Nghe nó bị nạn mình khoái, có. Bởi vì sao tôi khẳng định như vậy? Vì trầm, chính trầm. Có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này, đêm đêm trước khi ngủ tôi cứ niệm hoài, tại sao bao nhiêu người chết mà em không chết, tại sao em không chết? Có. Đó là hại tư duy đó, hại tư duy, nhớ không? Hại tư duy. Một là ra tay hành động bạo lực, bạo hành, không? Tiêu hủy, phá hoại, đó là hại tư duy cấp 1. Cấp 2, không ra tay nhưng mà thầm mong trong đời. Cấp 3 nhẹ nhất, không có ra tay, không thầm mong trong đời nhưng mà vui, thấy khoái, thấy thích, thấy thỏa mãn, thấy sung sướng khi mà cái đối tượng đó bị như vậy, khi người, khi vật đó bị như vậy, khoái. Đấy. Cho nên trong kinh đó, kinh nói cái vị tu đạo quân ấy không còn thân kiến, không còn có cái thân này nữa, không còn có cái giả niệm, không còn cái vọng niệm là thân này là tôi, là của tôi. Khi mà như vậy đó thì vị đó gọi là đối với cái chuyện mà thích ghét đó, là giảm 99% giảm đấy. Rồi lên tới gọi là tứ đà hàm thì cái 1% còn lại nó lại tiếp tục giảm nữa, nó bị mòn mớ nữa. Mà trong rung này, trong rung này này, các vị nghe tôi đẩy lên tới 99, các vị nó trội sao nhiều quá, đúng. Cái vị tôi đùa quần thấy họ còn buồn vui, còn khóc cười, còn có chồng có vợ có con, mình tưởng họ phiền não nhiều chứ không, họ chỉ còn là còn 1% phiền não, 1%. Bởi vì bằng chứng là mình luân hồi vô số kiếp mà họ đó, cái vị tôi đùa quần mà dễ vui cấp 1, dễ vui cấp cấp khu vực, cấp châu lục ấy, cấp vũ trụ ấy, thì họ cũng chỉ có khả năng là luân hồi có 7 lần nữa thôi. Trong khi cái thời gian luân hồi của mình, của phàm ấy, thì cái sữa mẹ mình bú nhiều hơn nước trong bốn biển, nước mắt mình chảy ra nó nhiều hơn nước bốn biển, cái máu mình đổ ra lúc tai nạn và bệnh tật nó nhiều hơn nước bốn biển. Máu, sữa mẹ, nước mắt đều nhiều hơn nước trong bốn biển. Vậy mà cái vị tôi đồ quần đó là chỉ còn có khả năng tái sanh 7 lần mà tái sanh chỗ ngon lành cực phẩm, ngon lành mà thêm cái cực phẩm nữa, chứ không phải ngon lành mà thường đâu. Cho nên cái phiền não của họ nó mòn hết, nó chỉ còn cái 1%. Thì trong cái 1% đó nó lên tới tư đà hàm nó lại tiếp tục nó mòn nữa. Đấy. Và lên tới a na hàm thì dứt hẳn dục ái và sân. Có nghĩa là cái dục tư duy của vị này, rồi cái sân tư duy vị này là coi như không còn. Giảm hẳn. Đấy. Vị này chỉ còn cái sắc ái hữu, sắc ái và sắc ái, cái còn thích trung thiền, nó chỉ còn thích trung dục rồi không còn. Nhưng mà cái này mới quan trọng nè, cái này mới quan trọng. Người chứng a na hàm tự động, bây giờ nghe cho kỹ nha, băm cái lỗ tai ra nghe này. Người chứng sơ quả tu đồ quần tự động là có năm giới. Trái đất có thể vỡ tung nhưng vị tu đồ quần không thể vi phạm cái giới mà mình đã thọ, mà đặc biệt là minimum là năm giới. Trái đất có thể vỡ tung nhưng mà cái giới vị tu đồ quần không thể bị hoại. Rồi, cho nên trên ở cái tầng mà sơ quả đó, nếu không phải là người xuất gia thì là người là cư sĩ đó, thì căn bản là không có vi phạm năm giới. Còn cái a na hàm là tam quả, khi chứng tam quả rồi
thì tự nhiên có được bát giới, tự nhiên không có cần thọ gì hết, nó tự nhiên tắt tam quả rồi, một cái rồi là tự nhiên có bát giới, không ăn chiều, không có giường cao chiếu rộng, không có gọi là mỹ phẩm nữ trang dầu hoa nước thơm, no, tự động. Và cái này mới ghê, cái này mới ghê, chứng tu rồi, chứng tam quả rồi không có khả năng đào đất đốn cây nữa, ghê như vậy. Cái khả năng mà đào đất đốn cây tàn phá thiên nhiên, khả năng không còn, nói gì là con người, con người nữa không còn. Một cái vị mà không còn sân tâm, không còn tham tích trong dục lạc nữa, và cộng với cái huệ nhãn, cái tuệ nhãn, cái pháp nhãn của một vị mà không cho phép vị đó lấy cái giá chọt đất, kệ cha mày trúng đứa nào trúng, no, không có khả năng cầm cái ly nước sôi hất ra ngoài đất đẹp, no, không có khả năng, không có khả năng đó. Tùy tiện đốt lửa không, phải quan sát kỹ lưỡng mới dám, chứ không có tùy tiện là thích là chất củi là đốt, còn cái con gì sống nữa, cái cha nữa, no, tôi đùa, A-na-hàm không có khả năng đó. Cái hại tư duy là có, còn mình nói trời ơi đi chùa từ nơi áo dài rồi áo lam rồi lần chuỗi rồi tùm lum đổi, có người là tóc gì chứ tóc tai chúng lén đổi cái mũ ni không, hiền lành đi đứng trang nghiêm, mũi đậu cái bóp kiến lấy cái tay dí chẳng chết cha nữa. Nhà có chuột có dán có kiến là mua thuốc xử nữa, no. Cái đó mình còn hại tư duy, hại tư duy là còn có cái ý niệm gọi là tàn phá quỷ diệt, bạo hành bạo lực dầu tinh vi hơn là thô thiển. Còn cái mà bị anh hàm đồ, nhớ nha, cái hại tư duy nghĩa là không có, gọi là vô hại tư duy là sống ở trong cái ý niệm gọi là hòa bình tuyệt đối, còn sống trong hại tư duy nghĩa là còn có cái ý bạo hành bạo lực xúc phạm chà đạp tiêu hủy phá hoại, thì tất cả những cái từ đó là để gọi cho cái biểu hiện của cái hại tư duy này. Thì cái hành giả nói chung và vị tỳ kheo nói riêng sống ở trong cái quan niệm từ bỏ này có nghĩa là sao, luôn luôn biết rõ rằng tôi đang sống với tư duy, với dục tư duy, với ý niệm tham dục, ý niệm bất mạng hoặc là ý niệm bạo hành bạo lực, biết rõ, biết rất rõ rồi, mà hãy nó có nó thì mình nhận diện liền, còn có thôi có tiếp tục theo dõi hơi thở, tiếp tục chánh niệm trong sinh hoạt nha, cứ tiếp tục. À, bây giờ tôi ví dụ tôi đang làm bếp này, tôi đang làm một bàn nội trợ này, tôi rửa rau bằng chánh niệm, rửa tự nhiên có một cái suy nghĩ thoáng qua, cái này là dục tư duy, nhận diện nó để rồi bắt đầu quay trở lại tiếp tục rửa rau tiếp, đang lựa rửa rau lặt rau, nó có một cái dòng suy nghĩ nó thoáng qua, sân tư duy, hại tư duy, thì đó gọi là đang gọi là tu tập từ bỏ là vậy đó, tức là luôn luôn kịp thời nhận diện ba cái thứ tà tư duy này xuất hiện trong lòng của mình, thì được gọi là sống với cái ý niệm từ bỏ. Bá Hàn đó, bá Hàn là sẽ nhớ nha, bây giờ bà con mới hiểu vì đâu mà phải cái quyển Kalama, phải cái quyển Kalama, cái quyển Kalama, bởi vì không có là nó mênh mông rồi, tôi biết đâu tôi giảng, nhưng mà nhờ mình dồn vô cái Kalama này là để mỗi tuần mình gặp nhau một lần, tại vì trục trặc thôi, chứ còn nó giảng đứa nó cũng có cái thành nếp, không phải nghiện nhưng mà thành nếp, cứ nhiều khi trong trong tuần như vậy chưa tới ngày, nhưng mà trong tuần chừng nhớ cái gì đó cái nghĩ nó phục, kỳ này thứ hai mình sẽ vô, mình không biết kỳ này giảng cái gì, nhưng mà để tìm chỗ nào trống trống nhé cái này vô à, có. Đó gọi là sống với ý niệm từ bỏ là vậy đó, ý niệm. Bây giờ mình biết tới cái kênh gì nữa này, tới cái xả ly rồi tới cái vô tham. Cái này mà không giải thích là hiểu được cách liền nè, biết mấy giờ rồi không biết, trời chắc bây giờ còn dạ, có 10 phút nữa thôi. Dạ đúng rồi sư, bây giờ mình hỏi nhau mình về hai cái cuối này nè, mình để cho tuần sau hay mình làm luôn bây giờ, mà nó có một khúc rồi giãn ngắn có được không, hay là mình để cho tuần sau? Dạ chứ con này mấy cái này giảng đã lắm mà, cái này mà giảng cho tới đó là sướng lắm á. Dạ chứ còn thôi, giảng... con sư anh Kiên ơi, để cho sư giảng cho nó đủ đi anh Kiên, theo nhân để tuần sau đi anh Kiên. À không, mà ông Kiên mới nói cái gì, ông Kiên nói là hết bài là làm hết bữa nay luôn đó, hả?
ok, sợ bà nhiều quá bà con, họ nói là nói dài nó dở, nó dài nó dốc. Ok. Ok, rồi, vậy làm luôn không? Làm luôn rồi, ok, làm luôn. Dạ. Bây giờ cái này mới mệt nè. Cái này mà không có giải thích là hiểu, không cách nào hiểu được. Cái gọi là cái Vira Kassanya này là sao ta? Các vị phải đồng ý với tôi, các vị phải đồng ý với tôi. Cái chỗ này tôi đồng độc tài, tôi cũng mang tiếng độc tài, tôi cũng nói nữa. Các vị phải đồng ý với tôi chỗ này. Là trong một ngày như vậy mình sống, cái khổ thân khổ tâm nó nhiều hơn là cái thân lạc tâm an, đúng không? Một ngày cái thân lạc tâm an nó ít hơn là cái khổ thân khổ tâm này. Cái đó là cái việc bắt buộc phải đồng ý với tôi, không? Trong một ngày dù là giàu là đẹp là giỏi, không, giàu đẹp giỏi trẻ, thêm cái nữa giàu đẹp giỏi trẻ, thì một ngày như vậy nếu mà mình chánh niệm thì cái thời gian mình khổ thân khổ tâm nó nhiều hơn là thời gian thân lạc tâm an. Tuy nhiên này là mới ghê mà. Một ngày như vậy mình sống với cái khổ thân khổ tâm nó nhiều hơn là thân lạc tâm an. Tuy nhiên trong một ngày như vậy cái thời gian mà mình dính mắc nó rất là nhiều. Bây giờ nó mới lầu ra cái ngu của mình, không? Một ngày như vậy mình giống như con khỉ vậy đó. Tai buông bắt hết cái này tới cái khác trong một ngày như vậy. Cái khổ thì nhiều hơn cái vui. Vậy mà một ngày như vậy cái tâm mà bám víu nắm bắt, không, ôm ấp ghì chặt, ôm siết, nó nhiều hơn là cái tâm buông bỏ, tâm bất mãn. Bởi vì cái chánh niệm mình nó yếu quá đi, cái trí mình nó yếu quá đi, giáo lý mình văn tư tu mình yếu quá đi, không? Cho nên nó là mình không có lường được hai chuyện. Chuyện thứ nhất, một ngày như vậy là mình sống nhiều với khổ đế và tập đế. Khổ đế là gì? Là thân mình, bản thân một ngày là khổ toàn tập. Nhưng mà tại vì người có tu tập thấy khổ là người ta phải chuyển qua cái đạo đế người ta tu. Còn mình nó sống trong khổ mà tối ngày cứ vật lộn với cái tập đế không mà. Tức là cái khổ cũ chưa, cái nợ cũ chưa giải quyết xong là lại mượn thêm cái nợ mới, khổ mới. Ghê vậy, không? Chứ đúng ra trong nguyên tắc thấy khổ là phải tu, phải hành đạo chứ, hành đạo đế đâu. No. Thấy khổ là tiếp tục đầu tư cái tập đế. Đấy. Cho nên hành giả mà gọi là quán niệm về cái ly tham đây là gì ta? Là hành giả luôn luôn ghi nhận, luôn luôn cứ mỗi lần thấy mình thích cái gì đó. Lúc đầu thì cái thấy nó không có được sắc sảo. Phải thấy cái thích nào mà vi, cái thích nào mà cụ thể đó thì mới nhận ra. Còn mấy cái mà nó hơi mờ nhạt cái là mình làm lơ. Lại mình nên nhớ cái câu này bằng vàng nè, phải xăm nè, cái câu này phải xăm vô trong lưng nè. Thấy được bao nhiêu bớt khổ bấy nhiêu. Vì sao? Vì thấy được bao nhiêu thì buông được bấy nhiêu, mà buông được bấy nhiêu bao nhiêu thì nó bớt khổ bấy nhiêu. Nhớ cái đó, nào cứ nhớ hoài câu này. Bây giờ không có cần xăm, không cần đọc cái gì mà gây cấn đầu câu thế này. Thấy được bao nhiêu thì buông được bấy nhiêu, mà buông được bao nhiêu thì bớt khổ bấy nhiêu. Đấy, cứ nhớ nhiêu cả. Thì trong một ngày, buổi đầu thì cái chánh niệm và trí tuệ nó yếu, thì cái khả năng mà phát hiện tham ái nó yếu. Nó phát hiện cái thằng nào mà khoảng 1,5 kg trở lên mình mới thấy cái cục tham ái. Nhưng mà từ từ đó, nửa ký là mình thấy rồi, 100 g là mình thấy rồi, 70 mình thấy, 50 g mình thấy. Rồi từ từ nó 10 g mình thấy, và cuối cùng nó chỉ còn nửa gram thôi mình cũng thấy, nửa gram cũng thấy. Này, mới vậy mới được. Này, thấy gì? Thấy cái tham. Và mỗi lần mà thấy mình thích cái gì đó là cái tâm niệm thế này: trên đời không có gì mà hay hơn cái sự ly tham đoạn ác. Vì còn thích là còn khổ. Cứ nhớ như vậy. Các vị mới còn nhớ ân đức của Phật. Ân đức của Tam Bảo có 3. Một, Đức Phật được gọi là Lượng Túc Tôn. Đi bà đút tâm mùa. Có nghĩa là sao? Tức là chúng sinh nó gồm có nhiều loại. Nhiều chân, 4 chân, 6 chân, 2 chân và 0 chân. Thì cái loài chúng sinh cao cấp là loài 2 chân. Cao cấp nhất là loài 2 chân. Nhân loại và chư thiên phạm thiên là loài 2 chân. Gọi là Đi Bà Đắc. Đi Bà Đắc là 2 chân.
mà trong ngân số hai chân đó Thế Tôn chư Phật là số một, cho nên được gọi là lưỡng túc tôn, tức là đỉnh của đỉnh. Bây giờ loài hai chân là đỉnh của các loài chúng sinh, mà các ngài là đứng đầu trong đám hai chân, vậy các ngài là đỉnh của đỉnh, phải không? Lý Bà Đức Tổ Mô là lưỡng túc tôn. Thứ hai là giáo pháp của ngài gọi là ly dục tôn, có nghĩa là sao? Vía Rai Gút Tổ Mô có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài dạy rằng tất cả những cái hệ thống là chính trị, văn hóa, tôn giáo, triết học, tư tưởng, không? Những quan điểm, lập trường, chính sách, chủ trương cá nhân hay đoàn thể, quy mô hay là lẻ tẻ, vô danh cá nhân, rời rạc, không? Bất cứ một cái đường lối, một cái học thuyết nào đi nữa đều là sự quẩn quanh, như là con kiến bò quanh miệng chén, chỉ là một sự quẩn quanh trở về đến vị gốc để mà gánh chịu khổ nạn nhân gian. Riêng cái con đường tu hành của chư Phật thì không. Cả chúng sinh phàm phu khi không được học Phật pháp thì chỉ biết sống quẩn quanh ở trong năm dục. Đứa nào khá chút biết tu thiền, đặt thiền về cõi phạm thiên, sống hết tuổi thọ cho nó rớt một cái đông, trở về đơn vị gốc tiếp tục hưởng dục và sa đọa. Riêng chư Phật thì có một con đường ly dục. Trong tất cả các con đường, mà con đường nào có cái nội dung, có cái lý tưởng, có cái cứu cánh là cái sự ly dục, thì con đường đó được gọi là tối thắng. Cho nên cái ân đức của giáo pháp là ly dục tôn, cái đỉnh cao, cái ý nghĩa cao nhất của giáo pháp chư Phật. Chư Phật nha, chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha, mà là chư Phật nói chung ba đời mười phương. Đây. Cái lý tưởng cao nhất là ly dục. Có nghĩa là sống trong dục mà biết rõ nó là tội khổ. Đắc thiền, biết rằng đây chỉ là phương tiện. Thiền, thiền định chỉ là phương tiện. Cái sự tập trung tư tưởng chỉ là phương tiện. Để chi? Để lấy nó làm cái nền tảng tu tập tuệ quán. Để làm chi? Để quay sôi rội về thân tâm, nhàm chán, buông bỏ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Sống trong năm dục mà ly dục, chứng thiền mà vẫn không có bị vướng kẹt trong thiền, chỉ xem nó là phương tiện để mà, là lấy định học làm nền cho tuệ học. Giới cùng tu với định đem lại lợi ích lớn và bao lớn, định cùng tu với tuệ đem lại lợi ích lớn và bao lớn, cứ nhớ như vậy đó. Đấy. Cho nên là đối với một người học đạo, hiểu đạo và hành đạo, đấy, luôn luôn nhớ rằng cái ly dục, ly tham nó là lý tưởng cao nhất của Phật pháp. Đấy. Cho nên mỗi lần phát hiện mình thích cái gì, cái thích mà thích thô á, ví dụ như thích nhà cửa xe cổ vợ chồng con cái con người phong cảnh, đấy gọi là thích thô. Còn thích tế là sao? Là lén lén thấy rằng mình tu hơi bị nhiều, lén lén thấy rằng là cái trú xứ mình nó thanh tịnh quá, cái bàn phật mình trang nghiêm quá, đấy, mình tưởng nó là thiện, không dám đâu, tham đầy vậy rồi. Cái chuyện mà mình thấy cái gian thờ mình nó trang nghiêm, nó đẹp, và mình thấy vui, cái thiện nó ít lắm, nó chỉ một phần nghìn thôi, một phần nghìn thôi. Mà mình thích cái bằng tham nhiều mà mình không có thấy. Đấy, cái vấn đề là mình không có thấy, rồi mình đi mình chống mong, rồi mình cãi, mà nói trời ơi, tôi khen bằng Phật chứ tôi đâu có khen cái nhà của tôi, không? Rồi tôi khen cái tượng Phật, tôi khen cái cặp đèn cầy, cái cặp nến, tôi khen cái bình hoa của Phật chứ phải bình hoa tôi cúng cho tôi, không? Tôi khen cái lư trầm, cái đỉnh trầm, tôi khen cái bục gỗ, tôi khen cái giò lan cũng của Phật luôn chứ không phải của tôi chỉ khen cái gian thờ tôi đẹp quá trang nhưng mà nụ tham hết, tham hết. Đó là tham trong trong vật, trong cảnh. Còn tham trong người là sao? Tự nhiên cái có được mấy người bạn đạo với cái mến, mến nha, cái cuối tuần cái gặp nhau hè, rủ nhau đi tu thiền, đi cắm trại rồi để ngồi bên cạnh bên nhau rồi uống trăng rồi ngồi, uống trà ngắm trăng rồi cùng nhau ngồi thiền. Nói chỗ cái đó đâu phải ái, đó là chúng tôi mến nhau, thông cảm này, chưa chắc là chỉ có một phần nghìn là tâm thiện. Nó phải mến nhau, nó phải mến nhau. Mà một là nếu mà đồng giới đó thì có thể mới là tình bạn, nhưng vẫn là ái luyến. Ái luyến thì nó hướng tình bạn, còn khác giới là coi chừng, khác giới là coi chừng. Thứ mà trăng lên bên bờ suối mà gió riu riu có hai mạng mà nó thiền, kiểu mà hồi đầu nó là thiền mà ngồi lâu nó thành ra là ngọc nữ tâm kinh là chết, chết. Từ cái thiền mà nó qua ngọc nữ tâm kinh nó chỉ có 1 cm. Thì bà con mới vô trong Google có ngọc nữ tâm kinh là cái gì đây. Chứ còn mà bạc tôi giải thích mệt lắm. Đức Kinh là tiểu long nữ dùng quá mà luyện ở trong rừng ấy, phía sau cổ mộ ấy. Thì là nhận diện được cái tham thô và tham tế trong người, vật cảnh và sự cố sự kiện. Đấy, đấy.
Và mỗi lần phát hiện ra thì luôn luôn tâm niệm cái này: không có gì hơn cái sự lìa bỏ tham ái, không có gì hơn được cái sự lìa bỏ tham ái. Tất cả cái gọi là hiện hữu của vũ trụ nó đều là từ tham ái mà ra, tất cả khổ nạn máu lệ của nhân gian cũng từ tham ái mà ra. Do đó trên đời này không có cái gì nó quan trọng hơn là đoạn trừ tham ái. Luôn luôn nhớ các vị, không có tin, không có tin, không có tin đây là một pháp tu. Cái vấn đề là tại mình ngu quá, mình không có tin, mình không có hành trì, mình nghĩ tôi kỳ, tôi là phải niệm chứ, niệm Phật, niệm Bồ Tát, tôi là phải cái gì mơ mơ hồ hồ, chứ còn cái này thấy nó có lên mà thử đi. Tôi nhắc lại lần nữa nha, cái ngày của mình là khổ nhiều hơn vui, nhưng mà trớ trêu oái oăm thay, trong một ngày khổ nhiều hơn vui ấy thì ta lại thích nhiều hơn là bất mãn. Cái đó mới ghê, đó gọi là thú đau thương này, nhớ nha. Và cứ mỗi lần mà phát hiện ra mình thích cái gì thì cứ nhớ cái câu thần chú này: trên đời không có cái gì qua được cái sự ly gia tham cắt ái. Ở đây phải ly gia không, mà phải ly tham, nhớ. Không có gì, không có cái ý nghĩa tu hành nào mà nó hơn được cái chuyện ly tham. Ly tham ở đây là ly tham là sao, là không tiếp tục đam mê ở trong tài sản vật chất, tình cảm, quyền lực, tiếng tâm, chức vụ, và cuối cùng là không có tiếp tục đắm đuối ở trong cái sự tự mãn, tự hào, tự kiêu, tự tôn, tự đại đối với bản thân. Phải vậy mới được, phải vậy, không có thỏa mãn với chính mình, không thấy bị là được rồi, là ngon lành rồi, là bảnh bao rồi. No. No. Cái gì nó thuộc về vật chất ngoại thân thì nó là đồ giả, đúng rồi. Nhưng mà riêng bản thân mình, cái hình hài này là mình có thể bỏ nó bất cứ lúc nào, nó cũng thấy được rồi. Nhưng mà nó cả tâm của mình ý, mình thấy mình có biết giáo lý, mình thấy chánh niệm mình tốt hơn, mình trí tuệ mình sáng hơn, tinh tấn mình nó vững vàng hơn, mình tưởng như là ngon nù. Mình đang uống thuốc để chữa bệnh. Cho nên tất cả những cái là hạnh tu của mình nó đều là thuốc chữa bệnh hết. Chỉ có thằng ba trợn nó mới tự hào bữa nay nó uống thuốc nhiều không? Chứ chỉ có thằng nào nó tỉnh tỉnh, nó đứa nào nó khùng nó uống nó giấu thấy bà đâu không? Chứ tự nhiên đi khai người ta là mỗi ngày uống Medfin 500.000 chi vậy, khoe là nó thấy mình là cái thằng bệnh hoạn thiếu máu, rồi cái thằng gần chết đứng gần nó nghe tử khí à, sao ngu vậy, khoe làm chi. Mà trong khi đó mình tu tập chính là mình đang uống thuốc, mình đang uống thuốc, không có gì khoe hết. Và nguyên một cái lũ toàn là bệnh nhân gặp nhau chỉ trao đổi về kinh nghiệm giữa bệnh thì được, chứ còn mà mình lén lén mình tự hào là thuốc tôi là thuốc xịn, thuốc đắt tiền, anh đó là thêm cái chứng tâm thần. Tôi nhớ có cái bà đó, bà đi bác sĩ, bà nói trời ơi sao tôi bị cái đường ruột làm sao mình cứ đánh rắm hoài khổ quá, này đi đâu nó cứ kêu cắt cùm cắt cùm khổ quá. Mà có điều cũng may là nó xì hơi, nó kêu sùm chứ nó không có mùi. Thì bác sĩ nói chết rồi bà ơi, vậy là bà phải tự đi thêm cái vụ mà tai mũi họng nữa, bởi vì bà thì cái mấy vụ đánh đấm nhiều là bệnh rồi đó, nhưng mà là đi sùm mà không nghe mùi, vậy là từ nãy giờ tôi muốn chết cho nè, mà bà lại không nghe mùi này. Mình là phàm phu là như vậy đó, có nghĩa là mình không có ngờ được là mình đủ thứ bệnh hết, mà trong bệnh có bệnh này. Trong bệnh có bệnh này, vậy đó. Cho nên thành giả liên tục nhớ hai câu thần chú này: mong từng giờ trôi qua trong ngày, và từng ngày trôi qua trong tháng, từng tháng trôi qua trong năm, từng năm trôi qua trong đời, và từng đời sống trôi qua trong cái dòng chảy luân hồi miên viễn bất tận thiên thu, thì lúc nào khổ cũng nhiều hơn vui. Nhưng trớ trêu thay, trong cái từng từng mỗi mỗi ấy, trên cái nền khổ miên viễn bất tuyệt ấy, thì cái lòng đam mê nó nhiều hơn là cái lòng bất mãn mới ghê. Cho nên hành giả liên tục sống với một cái tâm niệm và ý thức rằng không có gì qua hơn được, cao hơn được cái lý tưởng ly dục, lý tưởng vô thạc. Luôn luôn nhớ như vậy, không cần niệm, chỉ niệm câu đó thôi, cứ là mở mắt ra là cái niệm lên câu đầu tiên: không gì hơn được lý tưởng ly tham. Vô nhà tắm rửa mặt cũng niệm câu đó, xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn điểm tâm cũng niệm câu đó: không gì hơn lý tưởng ly tham. Mà tại sao phải niệm đó? Bởi vì lúc nào tâm tham nó cũng nằm núp lùm, nó chờ hết mình. Đời nó khổ lắm, nhưng mà khổ lắm, mình luôn luôn tìm cách để mình thích. Một là mình nghĩ về chuyện cũ để mình thấy thích, hai là mình thích mình vơ vào vơ vét cái gì trước mặt để mình thích.
ba là nếu mà không có luôn đó thì mình nghĩ tưởng về tương lai, về những dự kiến, những công trình, những dự án lớn bé để mà thích tin tôi đi, cái đó có thiệt này, nó có thiệt. Tôi là con chuột bạch để cho các bạn nhìn. Đúng, một là nó đam mê trong chuyện cũ, hai là đam mê trong chuyện trước mặt, ba đó là nó từng cái nó đam mê trong những dự án, dự kiến, những dự trù, dự trù những kế hoạch trong tương lai. Nhớ nha, đó luôn luôn tâm niệm rằng không có gì hơn được này, lý tưởng vô tham đấy. Và tới cuối cùng tức là quán niệm về gọi là tịch diệt, sự tịch diệt ngày bên châu gọi là diệt, thì chúng ta đã phải dịch là chữ tịch, thêm chữ tịch nữa, tịch tịch bất kỳ nào là tịch tịch diệt này là sao. Quán niệm vô tham là quán niệm rằng không có gì hơn được lý tưởng, lìa xa tham ái. Nhưng mà tới cái thứ cuối cùng là bị ghê. Trong một ngày như vậy tôi đã nói rằng mình liên tục sống trong khổ đế và chìm ngập ở trong tập đế, thì đối với cái cuối cùng này là dạ, luôn luôn tâm niệm rằng bất cứ hiện hữu nào cũng là không cần thiết, bất cứ hiện hữu nào dù đó là khổ hay là tập hay là đạo đế, kể cả đạo đế y y bình đạo đế nha, kể cả đạo đế có nghĩa là tấm thân bệnh hoạn này và cả xấu xí này, nặng nề này, hôi hám này bất tịnh này, nó là gánh nặng. Đúng rồi, đúng rồi, là cả cái sự hiện hữu của cái tâm thức này nó cũng là cái sự không cần thiết, trong đó phiền não không à, khổ khổ nhiều không vui, đương nhiên lắm cần thiết. Mà giả định như mình sống toàn là bằng tâm la hán không thì mình có lý do gì để mình tiếp tục mình sống hoài không chết. Mình có 32 tướng tốt, 32 tướng tốt à, quan coi như nó như là hàng gió đá xẹt tối ngày, quẩn là xẹt quả trời màu luôn, đỏ xanh vàng lục lam trầm tím nó xẹt xẹt tối mù luôn. Rồi coi như là thân hảo tướng 32 học tướng, trí tuệ coi như nhất thiết trí, cái gì cũng biết không, tâm tư thì vô cùng thanh tịnh và an lạc, muốn nhập thiền lúc nào cũng được. Thì tôi hỏi các vị, nếu mà mình cứ tiếp tục sống cho đến 1 tỷ năm, là 2 tỷ năm, 1.000 tỷ năm thì mình được cái gì? Được cái gì? Tôi đang nói đến thân phận của một vị chánh đẳng chánh giác nha, chỉ còn dưới đó là tôi không nói, dưới đó là không nói, không nói nha, không nói. Đối với thân phận của một vị chánh đẳng chánh giác, được trời người quyên hưởng, tứ sanh từ phụ, thiên nhân chi đầu sư, mà sống 1 tỷ năm, rồi 2 tỷ năm, rồi 1.000 tỷ, 5.000 tỷ, 1 triệu tỷ năm và vô số năm trường sanh bất tử, để được cái gì? Nhìn đâu cũng thấy đó, nhìn đâu cũng hiểu, sống hảo tướng khỏe mạnh, không tiện nghi. Mặc dù lòng nó mới thích luôn luôn thanh tịnh thôi mà, luôn luôn thanh tịnh, nhưng mà để được cái gì? Nó sống hoài hay sao mà chánh đẳng chánh giác? Cho nên chánh đẳng chánh giác cái đời sống của cả ngày còn có chỗ để mà buông, cái ngày không có tha thiết gì cái diện hiện hữu hết, nói gì là cái thân phận, cái hình hài của mình. Cho nên hành giả luôn luôn ghi nhận rằng không có gì hơn được cái sự tịch diệt, sự vắng mặt toàn diện triệt để của hữu vi, của thanh tâm, luôn luôn ghi nhận. Và trong trong thế nào cũng có người ngạc nhiên, cái đó cũng là tu được sao trời? Dạ thưa, tu cái đó là sướng. Tôi chưa bao giờ ngu dại đến mức mà tôi nhận tôi là hành giả, là quá ngu. Nhưng mà tôi phải nói thế này, cái niệm niết bàn, tức là quán niệm cái quán niệm tịch diệt là một cái pháp môn tôi rất là tâm đắc. Buồn giận phiền bực nóng bức bệnh hoạn là tôi cứ nhớ, tôi nhớ là niết bàn là hết, niết để chứng niết bàn là kết thúc tất cả mấy cái vụ này, tôi cứ nhớ như là trưa nắng chang chang mà phải ra ngoài sân làm cái gì, tôi cứ nghĩ cái đó, tôi nghĩ niết bàn là xong, không còn vụ này nữa. Giận tức người nào đó, niết bàn là xong, không còn vụ này nữa. Niết bàn là xong, không có còn vụ này nữa. Nhớ như vậy, an lạc kinh khủng lắm, tâm tôi đi kinh khủng và kinh khủng, double kinh khủng, triple kinh khủng, đặc biệt lắm, rất đặc biệt. Anh này phải xài chữ kinh khủng này kỳ, tại tôi hay xài cái chữ chữ nó hơi dư, phải xài cái chữ nó positive hơn, là chữ hay ho, gọi là triple hay ho, cái đề mục rất là hay, rất là hay. Luôn luôn tâm niệm như vậy, niết bàn là hết, niết bàn là không còn mấy cái vụ này nữa. Vụ gì? Phiền nè, giận sợ ghen tức tiếc, tiếc là bủn xỉn, phiền giận rồi sợ ghen tức tiếc, không còn nóng lạnh mồ hôi mồ kê đau nhức tê mỏi sỏi thận đau gan bầu tử tăng xong tiểu đường
không còn nữa, không còn cái chuyện xa đọa. Cách đây mấy hôm mới sáng nay chúng tôi mới vừa chia tay một anh Phật tử ở tiểu bang khác về thăm, anh ở mấy ngày, anh học mỗi ngày anh học 2 buổi và anh giúp tôi này nọ việc trong trong đất hay trong vườn. Mà bữa nay anh đi rồi thì tôi có nói với anh thế này, tôi nhớ thế này, mỗi ngày á, trời nóng trời lạnh thì cứ nhớ tâm niệm niết bàn rồi là không còn cái này nữa, không còn cái nóng bức này nữa. Cái chuyện mà du ngồi du học với tôi, nó du có thấy nó là mệt chứ tôi thấy mệt, ngồi gồng ra giảng mong người ta hiểu đó là cái khổ, mà người ta không hiểu là cái khổ của người ta, mà mình thấy người ta không hiểu mình cũng khổ, còn thấy người ta hiểu nhưng mà mình cũng thấy hiểu thì mình mừng đó, nhưng mà mình không biết là nó cái hiểu này này nay mai nó có bị lệch lạc hay không, lo chứ có giữ hoài được như vậy không. Tôi đem mấy chuyện nhẹ nhất, tôi nói đó là cái khổ. Rồi bây giờ mình đi ra mình tưới cây, rồi mình trồng cây nắng chang chang, mà đây là bên đây là tính theo độ F, độ Fahrenheit, bên đây là cũng phải là 95 92, tính theo cái tầm Việt Nam là 30+, nó nóng kinh khủng. Mai là sát biển, chỗ chúng tôi ăn may là sát biển. Còn cái kiểu mà Houston nó là giữa nước là treo cổ, nó nóng mà là mấy cái trang trại gia súc là nó chống vó, cái chữ chống vó kỹ đen, chống vó hết. Còn chó mèo trong chùa là tự động nhảy vào trong mấy cái hồ mấy cái bồn hết. Tức là con chó con mèo giờ nó thành ra là hải cẩu với cả heo hết, dolphin hết, nóng như vậy đó. Thì trong khi mình nóng quá lạnh quá, mình cứ nhớ câu này niết bàn là xong, không có vụ này nữa. Giận sợ ghen tuông tức tiếc cũng nhớ câu này niết bàn là hết, không có vụ này nữa. Nếu đủ duyên thì chứng đạo ngay trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, không thì cũng là gặp Đức Phật Di Lặc phải kết thúc. Nếu không chứng La Hán thì cũng chứng Tu Đà Hoàn, để cho cái kiếp trái đất này là kiếp cuối cùng, mình không còn là phàm phu nữa. Nếu chưa niết bàn thì không còn là phàm phu, đủ rồi. Nhiều lần mà rất nhiều lần Đức Phật dạy này các vị kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly. Các hành là vô thường, tất cả nay đã đi vào quá khứ. Những gì mà bậc đạo sư cần phải làm cho đệ tử với cái lòng bí mẫn thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi, ta đã dạy dỗ các ngươi với bàn tay rộng mở không có dấu gì. Này là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn tu tập chớ để mình sau này phải hối tiếc. Cái lời dạy thống thiết đó được nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần trong kinh đại. Ok, đủ rồi, chúc các vị một ngày vui. Ông Kiên, ông Nhân nhà mừng lắm, mà nghe nó nghĩ là mừng đó, mà tôi cũng mừng.